À, xin chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn vườn dừa dứa giống. Nếu các bạn có nhu cầu trồng cây dừa dứa thì liên hệ với mình qua số điện thoại 091 334 2211. Mình sẽ để giá sỉ. Dừa dứa thì rất nước rất là thơm. Để phân biệt dừa dứa với dừa thường thì cái mình sẽ lấy cái rễ mình hửi, nó rất có mùi thơm là dừa dứa. Đây là vườn dừa dứa tại Bến Tre. Thì nó đủ lộ quy cách, chiều cao thì từ 10 đến 20 cm. Dừa dứa thì rất là thơm. Nước rất là thơm. Đây là như cây này là khoảng cao khoảng 30 cm. Số lượng rất là nhiều. Đây là dừa dứa đang được ươm. Đây là dừa đang lên mộng.